Bài thi số 1 em. Rồi, ta tìm những đáp án dễ thấy, ta chọn trước ha. Mũ 3 lấy bằng 27 thì chỉ có số 3 thôi. Số 3 nằm ở đâu? Không thấy hả? Thôi hồi tính xong. Ước chung lớn nhất. Ước chung lớn nhất của 12 và 18 là sẽ bằng 6 đó. Ở chỗ nào có tiềm năng ra 6 em? Này tính được không? 1 cộng 2 cộng 4 cộng 8 15. À vậy cái này đi cái này nha. Hai này đi với nhau ha. Này thử coi. 2 trừ mở ngoặc 1 phần 10 cộng cho 13 phần 15 31 phần 30 31 phần 30. Thử cái này thử coi. 23 phần 5 trừ cho 9 phần 40 trừ 3 phần 8 bằng 2. Cái này ra 2, đẹp quá. Cái này đi với cái này. Cái này thử coi. 3 nhân 17 trừ 9 trên 3 nhân 16 cộng 15 2 phần 3 các em. 2 phần 3 giải đi với cái này. Tối giản này là 2 phần 3 ha. Rồi 5,2 trừ 1,4 thì bằng 3,8. 3,8 thì ta thử cái này thử coi. 3 cộng 4 phần 5 đúng luôn. 3,8 nha. Rồi, hai cái này đi với nhau. Rồi, tính cái này thử coi. 10,42 chia cho 21,34 trừ 0,5 rồi cộng cho 0,5 bằng 1. Bằng 1 ấy. Ước chung của này hai xung tố là 1. Vậy đi cái này là đúng rồi. Bội chung nhỏ nhất. Chín sáu sẽ là bội chung của hai anh bạn này chắc chắn luôn. 1/2 cộng 1/3 cộng 1/5 đây 31/30 là đi với cái này em. Nãy giờ mình chưa sai lần nào đúng không? Số các giá trị là thỏa điều kiện này là 6, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Rồi còn bốn cái này đi với nhau thôi. Đây là số 3 thì không thể đi với này. Số 3 thì không thể đi với này đúng không? Vậy hai này đi với nhau. Số âm bình phương lên 64 là âm 8. Trên trục số thì điểm 2 sẽ nằm ở bên phải điểm 3 là sai, 2 nhỏ hơn 3 mà. Nằm bên phải điểm 0 thì may ra đúng. Nằm bên trái điểm 1 là không đúng. Nằm bên trái điểm 0 cũng không đúng. Như vậy là điểm 2 sẽ nằm bên phải điểm 0 bởi vì đó là số dương mà. Một phần hai trừ một phần tư cộng một phần tám ba phần tám.
3,1 trừ cho 5,6 cộng 2,1 cộng 2 trừ 5,6 trừ 1. Mười hai phần bảy, một phần tư cộng một phần ba trừ một phần hai trừ một phần năm trừ một phần năm. Âm 8 phần 5 cộng âm 1 phần 2 là bằng âm 2,1. Âm 9 phần 5 trừ 1 phần 7 là âm 1,9. Như vậy cái số nguyên nào nằm giữa vùng âm 2,1 và âm 1,9? Đó chính là số âm 2 kìa. Rồi bài này mình giải nhanh thôi. 8 mũ 5 á, là 2 mũ 3 x 5 á. Nhân cho 4 mũ x tức là 2 mũ 2 nhân x đó. Và bằng 2 mũ 21. Như vậy là ta có 15 cộng cho 2x bằng 21. Hai cái số mũ bằng nhau. 21 trừ 15 rồi đem chia đôi thì bằng 3 kìa. X bằng 3 ha. Thùng có 40 quả bóng. 20 quả bóng đỏ. Như vậy là 40 nhân 20% là 8 quả bóng đỏ. Số bóng xanh thì gấp 1,5 lần quả bóng đỏ là ra 12 quả. Vậy vàng người ta trừ ra thôi. 40 rồi trừ cho 8 trừ 12 thôi thì bằng 20 ha. Cái này hỏi học sinh tiểu học. Để đánh số trang sách từ 1 đến 1.000 cần bao nhiêu chữ số? Bài này làm ở lớp 6 nhiều lắm em nha. Em dở mấy cái clip lớp 6 lại các em coi cũng được. Rồi, từ 1 cho tới 9 là có 9 số, mỗi số cần 1 chữ số. Như vậy là ta có 9 nhân 1 là bằng 9 chữ số ha. Còn từ 10 đến 99 là có 99 trừ 10 cộng 1 là thành 90 số. Mỗi số có 2 chữ số, giờ ta có 180 chữ số cần. Còn từ 100 cho đến 999 thì sẽ có là 900 số. Mỗi số có 3 chữ số thì kiếm nhân lên thôi. 27 chữ số. Chưa tính số 1.000 nha. Vậy ta cộng lại 9 cộng 180 cộng cho 2007 rồi cộng số 1.000 nữa. Số 1.000 nó có 4 chữ số.
chín nè, cộng 1.8 nè, cộng 2.007 nè, cộng 4 nè, 2893. 2893 chữ số rồi. Đây. Rồi bài này thì dễ kìa. Ước chung lớn nhất của 1.2 với lại 252 là bằng 12. Rồi giờ các em tính chung lớn nhất của 12 với 45 nữa là xong. 3 nha. Số 3. Số góc tù là 2. Đây, góc tù lớn hơn 90 độ. Tỷ số phần trăm của 5 so với 20 là nhân cho 4 lên là 20%. Nhân 5 chứ nhỉ? 25 chứ. 5 phần 20 là 1 phần 4 là 25%. Phần 8 trừ cho 1 phần 3 25 phần 24 góc AOB 52 độ, OC là tia lối của tia OB. Như vậy góc COA là góc kề bù của góc 52. 128 nha. Vẽ hình ra thấy liền. X là bộ chung của 7 và 8, tức là nó sẽ là 56K đó, ha. Ta có 150 nhỏ hơn 56K, nhỏ hơn 200. Từ đây các em suy ra K, 150 chia cho 56 là 2.6, bé hơn K, bé hơn 200 chia 56, 3.5, 3.6 đó. Số nguyên nào lớn hả? 6 nhỏ 3, 6 chỉ có số 3 thôi. Suy ra K bằng 3 ha. K bằng 3. Suy ra X sẽ bằng 56 nhân 3. 168 nha. 168. Này làm nhiều rồi nha. Này thầy, thầy hướng dẫn không biết bao nhiêu lần. Các em coi mấy cái vòng lớp 7 năm ngoái á. Như vậy là mình có A trên 5 là bằng B trên 8, rồi C trên 15. Là bằng B trên 26. À, các em rút gọn 15 với 26 được á. 15 phần 26 không được. 15 phần 26 là tối giản rồi. A phần 5 bằng B phần 8. Rồi, bây giờ các em tìm bội chung nhỏ nhất của 8 và 26. Chia 8, 1 phần 13. Hay là các em làm vậy cho nhanh nè.
A sẽ bằng 5B trên 8 nhân chéo chia ngang á. Rồi C sẽ bằng gì? 15B chia 26. 15B chia 26. Rồi giờ em lấy A chia C thôi. À. Em lấy A chia C thôi. AC chia A chứ. Người ta bắt tìm tỷ số giữa C và A mà. Vậy lấy cái này chia cho 5B trên 8. B chia B là hết á. Còn lại là 15 trên 26 chia cho 5 phần 8. 12 phần 13. Có đúng trời. Còn lại nha. A trên 5 bằng B trên 8. C trên 15 bằng B trên 56. Đúng rồi. A bằng 5B trên 8. C bằng 15B chia 26. Rồi lấy hai này chia nhau. Đúng rồi đó. 12 trên 13. Tại thì thấy đáp án người ta không có hỏi phân số tối giản đó. Bài này các em trừ tử giữ mẫu x trừ 4 rồi đem trừ cho 1 thì sẽ bằng 10 trừ cho 2 x rồi. Mẫu giống nhau thì bỏ đi, hai phân số bằng nhau mà mẫu giống nhau thì tử sẽ bằng nhau thôi. Rồi từ đây các em suy ra là gì? 3x sẽ bằng 15 thì x sẽ bằng 5. Chết, x sẽ bằng 5. Bài này hơi rối. Bây giờ đúng ra lớp 6 là mình sẽ giải bằng đoạn thẳng sơ đồ, còn lớp 7 thì thầy giải bằng đại số hóa đi ha. Thầy đại số hóa bài này thầy giải cho các em. Bây giờ nguyên cái lượng cam cần tính á, thầy gọi là x quả đi. X quả. Ngày đầu. Gọi là ngày 1 đó. Thì mình bán được 2 phần 7 x. Bán 2 phần 7 x. Còn nhiêu? Còn 5 phần 7x. Vậy thôi. Ngày 2. Ngày 2 các em bán 3 phần 5 số cam còn lại. Tức là 3 phần 5 của 5 phần 7 đó. 3 phần 5 của 5 phần 7x. Ha. Còn nhiêu? Bán 3 phần 5 thì còn 2 phần 5. Còn 2 phần 5 của 5 phần 7 x. Và cái phần này là sẽ dành để bán trong ngày thứ 3 đó. Và tức là 14 quả cuối cùng của ngày thứ 3 đó.
Vậy các em có công thức là gì? Cái này chính là 14 nè. 5 rút gọn với 5. 2 phần 7 x bằng 14 nè. Các em có 2 phần 7 x bằng 14. 2 phần 7 của x bằng 14 thì x sẽ bằng bao nhiêu? Như vậy là x sẽ bằng 14 chia 2. 2 phần là được 14, vậy mỗi phần là được 7. Rồi nhân cho 7 phần lúc nguyên vẹn, tức là nhân 7 là bằng 49 ha. 2 phần 7 x bằng 14 x sẽ bằng 49 quả. Vậy số cam tổng cộng ban đầu là 49 quả. Cái này thì dễ rồi. Ước chung lớn nhất của 75 với lại 105 là 15. Ước chung lớn nhất của 30 với 15 sẽ là 15. Số phần tử của tập hợp này sẽ là từ 1, 2, 3 cho tới 20, là 20 số ha. Các em nhớ chia sẻ cái kênh này cho càng nhiều bạn càng tốt để giúp thầy lan tỏa kiến thức. Rồi, tạm biệt các em, hẹn gặp ở những vòng thi tiếp theo khó hơn ha. Các em theo dõi những clip của năm ngoái nữa để rèn luyện thêm. Yeah.